tiện lắm. Rồi ta đi ta cứ tưởng là ta đi vô chỗ khác ta đâu mua được giá 280, ta mua 350, 400 mà nó hàng hàng phách không à. Cái giới mà sang hàng si. Giờ vừa xịn nè, vừa rẻ nè. Tốt nhung mới có là 280.000 đồng một đôi giày riêu thôi. À. Giá như thế nào con? Giá giày thể thao lúc buổi sáng thứ sáu là 280.000 đồng đồng giá. Còn bây giờ thì sao con? Bây giờ thì chỉ có 180 thôi. Đôi nào cũng vậy. Đôi nào cũng vậy. Còn đúng giày da nữ là 130. Giày thể thao là chỉ còn có 180.000. Giày da là rẻ hơn. Giày da là luôn lúc nào cũng rẻ hơn giày thể thao. Bên cô là chuyên giày nữ hả cô? Không, vừa có nữ vừa có thể thao luôn. Dạ. Đủ loại hết. Mấy cái size được này thấy là nhỏ nhỏ có nhỉ? Đâu có, size lớn ở phía trước thì con. Nó ở phía trước cái chỗ em áo tím mới ngồi nó nhiều lắm. Cái này con phải chịu khó lựa. Này là cái kho. Cái kho hàng. Trời, này mà đắng lên. Lấy cô bán được bao nhiêu năm rồi? Cô bán được 10 năm. 10 năm. Này đừng đăng dùm cái kho nghe. Cái kho nó nhiều lắm, hàng nhiều lắm. Quay bên kia, bên đây đừng quay bên đây, nó lên tàn hình nó khổ lắm. Rồi, hiện tại mình đang ở chợ Bàn Cờ. Chợ Bàn Cờ là cái khu gọi là chợ đồ cũ Sài Gòn. Đi săn hàng hiệu. Săn hàng second hand. Ủa sao con thấy có một chiếc à? Đó, có, cô tìm cho. Nếu ơi, tìm giùm em chiếc này. Đây bà xã Kiên thích đi hàng này, Kiên thì cũng ít đi. Ông hàng này đi đẹp mà, đi con dân đẹp. Hàng xuyến thôi mà, này hàng chính hãng con nhà, hàng chính hãng con nhà. Con thì con thích mua mấy kiểu này. Ông xã con thích. Ông Nhung địa chỉ là bao nhiêu? 51/60 Cao Thắng, phường 3 quận 3. Tiệm giày si Út Nhung. Giày si Út Nhung. Út Nhung mới mua được giá 280. Với lại 180 hả? Có xăm bay không? Có xăm bay không? Hả? Kiếm giày chiếc nào? Cô mà có xăm bay là màu vàng đó hả? Cái này còn có xăm bay là bán cục hơn. Đúng rồi, cô không biết sử dụng mấy cái đó. Dạ. Này nông dân. Nông dân mà kinh doanh hàng hiệu. Thành ra cái hàng hiệu thật sự nhưng giá rất là bình dân. Dạ. Rất là rẻ. Cái nào anh? Anh không biết được cái này anh thích nào lấy được chứ anh. Vàng đi. Con cũng thích lấy chứ. Cái đó đấy là kìm vợ. Cái ở ngoài nãy nó bán 1 triệu mấy rồi, ở đây cô bán cái ngày cũ là 280, bây giờ còn 180 thôi. Mấy em mà sinh viên và mấy cái chợ khác đó, họ đây đến đây để họ mua về họ bán lại. À. Rồi ghé đây là nhiều nhất, tại vì cái giá của cô nó mềm. Mấy giờ đi khắp chợ thấy là cô là nhiều tiền nhất rồi đó. Cái mô hình bán đồng giá này là chỉ có cửa hàng cô là coi như là cửa hàng đầu tiên bán cái mô hình đồng giá này. Dạ. Mấy đôi da đen. Mẫu mới. Tay cô chân chân nhỏ. Chứ trước đây họ không bán đồng giá đâu, còn chưa mất mặt đã rồi khó khăn lắm. Ở đây cô bán đồng giá. Đồng giá. Dễ rồi dễ lựa. Thích hiệu gì lấy hiệu đó, thích size nào lấy size đó. Bảo đảm là hàng riêu hết rồi. Hàng này mình nhập từ nước nào vậy cô?
Thái Lan. Các nước hàng của Hàn Quốc, Hồng Kông, có khung có cái định vị Mỹ, cái này mình mua là có cái này qua đây cứ qua đây hoài me thứ sáu rồi. Đúng rồi. Thứ sáu em con phải đi đến trước 8 giờ 7 giờ rưỡi thì mới có mặt ở đây. Chứ không là không có lựa được đâu. À. Thì, đông quá. Dạ đông, với lại mấy cái nó săn rồi nó bán trên online đó. Lần trước con cũng mua một đôi mà về xài không được, tại vì nó lựa cái hàng chất do mình không có mắt nhìn á, về mình lấy. Có gương cô nhỉ? Hả? Có gương đó con. Con đôi này nhìn đẹp. Nhưng mà nó bị bóp mà. Ở đây nè. Không có chữ. Cô là gốc ở đâu cô? À, miền Tây. Miền Tây à? À. Long Xuyên. À, mình thuê nhà đây sao hay nhà mình? À, thuê nhà. À. Ai Long Xuyên, ai Long Xuyên. Đây, Long Xuyên đây. Cái người An Giang đó, họ rất là rành cái mặt hàng này, tại họ ở sát biên giới á. À. Mà cái này á, nó cũng liên quan đến cái về cái kiến thức của cái thời trang lắm. Con phải nhận ra được cái hàng xịn với hàng dởm á. Đúng rồi, con mang được cái hàng xịn về nó mới giá trị. Con đi con chả biết hàng xịn hàng dởm ha. À, nếu mà mình mang cái hàng dởm về thì nó không có gì hết á, tại hàng dởm nó đầy ngoài chợ á. Yeah. Ở đây cô do cô bán, người ta biết cái tiệm của cô á, là do cô có hàng xịn giá rẻ. À. Hồi xưa những năm đầu cô mới mở đây á, là cô được cái dân thành phố này họ biết là do cô có cái hàng túi sách á. À. Túi sách hàng hiệu không à. Sách hàng hiệu luôn. À, nhưng mà có đang tìm một cái túi da kiểu như thế này mà không hôm nay nó hết hàng. À. Rồi cái người ta biết cái cô nhờ cái ba cái túi sách hiệu á. Dạ. Cô bán rẻ lắm, có mấy trăm ngàn cái, mà trong khi mấy người khác họ bán 5-7 triệu. Không khác tiệm nhưng mà cũng là người nhà đó. Rồi người nhà không à. Cũng là người An Giang lên không á. Thế được không anh? Anh cái này được không? Được bằng đôi vàng không? Anh thấy đôi vàng hay hơn. Thì thử đôi này. Mình thích màu hè xíu. Đôi vàng đẹp hơn. Ừ biết rồi, thử biết rồi. Cái bộ thì thử rồi. Vậy là cái này là mình nhập từ biên giới qua ha. Ôi cái này xin xa nhỏ rồi. Chợ này có tiếng ở Sài Gòn. Chợ đồ cũ. Ừ. Hồi xưa trước khi mà cô bán đây thì cái con đường này nó vắng nên cô là người đầu tiên đến cái hẻm này. Dạ. Nhờ cái tiệm cô đông khách quá, bắt đầu mọi người mới về đây, người ta mua từ từ á. Lan vậy. Ta mở cửa hàng từ từ. Đó, con thấy trên Facebook của cô mà. Một cái này là xe nhỏ bán bữa nào cô mới nghĩ? Bữa 29 thôi. Cô có gì quê không? Có mùng 1 mới về. Ủa sao mùng 1 vậy? Con mai gì rồi? Tại vì phải ở đây đặng cúng trong nhà cửa. Mai chắc kẹt. Cái này xe nhỏ mai chắc kẹt. Là quần. Cái này sao? Sao kẹt á. Mai ông đi đây cho hai đợi đợi anh Hùng ảnh em lên chở đi. Rồi chút nữa đợi anh Hùng ảnh đem hàng ra tiếp thì nhét giấy cái chuẩn bị hàng khai trương á vô. Món mình cũng giống như là nhà người ăn tiền gian cũng giống. Dạ. Nhưng mà con phải báo trước để cho ta chuẩn bị. Cho đẹp chút, với lại lịch sự chút. Nói chung là con đi bất chợt lắm, không có báo trước vậy. Tại vì mình quay vlog mà nên là mình cứ tự nhiên thoải mái. À. Chứ không có sắp xếp gì. 180.000 đồng giá muốn lấy đâu nào lấy. Hàng hiệu không à, hàng chính hãng không à. Cho con cái đôi màu đen đó. Van của Mỹ.
Nhưng mà còn xe nhỏ ta. Ừ, ở khúc này xe nhỏ cũng như xe lớn kìa. Vậy là Đồng Hương là cậu tác chủ đúng không? Đồng Hương là tặng luôn. Ờ đúng rồi, Đồng Hương là tặng luôn. Ở đây á, là cửa hàng bán đồng giá và bán đúng giá. Bán như siêu thị vậy đó. Bán đồng giá đúng giá, ai Đồng Hương tặng. Em đi An Giang nhiều rồi. An Giang à? Mình đi tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng là rồi. Không, mình đi tỉnh miền Tây, An Giang cũng qua, đi qua rồi. Thôi thôi thôi, mấy cái đó bỏ. Em mới đi cái đồi giống cái đồi ghe của em. Gớm. Về được không? Năm nào cũng đi, năm nay. Chốt rồi này, xong nghỉ. Lỡ cái đôi giày mà lâu là anh còn lửa còn lâu hơn vợ đó. Anh đâu có lửa đâu. Đây này hôm nay cô tặng cho em á. Thứ gì cô quảng cáo giùm đi. Thế cô quảng cáo giùm luôn. Để địa chỉ cô luôn. À mà cái gì? Để tao à. Còn gì không? Trong đó còn gì? Cái bao đứng là bao gì? Anh vô coi thử coi. Là Đồng Hương là đã được tặng rồi, có hơi gì vậy? Còn mấy phần trăm? Đây quay cái bảng hiệu cho cô này. Đây là giày Si Út Nhung Bàn Cờ. Xin thông báo giá bán giày nhật hiệu 1 đến 10 đôi là 180 ngàn một đôi, 10 đôi đến 170 đôi. 10 đôi đến kế tiếp 160 đôi gì đây. 160 ngàn, có nghĩa là mua càng nhiều giá càng giảm. Mua 50 đôi thì giá 140 ngàn một đôi. Đấy. Này để địa chỉ cho cô luôn. Đây quả này có ví da rồi dây nịt. Đây tiệm giày giỏ Si Út Nhung, địa chỉ là 51/60 Cao Thắng, phường 3 quận 3 nhé. À đây trên này có địa chỉ luôn. Rồi. Có hả? 353 mấy cho rồi. Con thích. Ơi. Chú cái buôn mai là cái cái này cho tặng rồi về sẵn quảng cáo gì cửa hàng của cô công sức cô làm thằng cửa hàng khổ lắm á. Tặng ta có tặng con không? Hả? Tặng ta có tặng con không? Không. Không tặng gì. Tặng nhiều. Dạ dạ. Cảm ơn cô nha. Rồi rồi cảm ơn hai đứa nha em về. Rồi ra ngoài này cô lấy vật cho. Rồi nhớ là
Phải quay được cái bữa khui hàng thích quá. Ê, bữa nào con sang quay lại. Ơi. Thứ sáu. Đúng rồi, khui hàng thích lắm. Dạ. Thích đâu đó nè hả? Không, cái này cho nó. Ôi, nếu có cái này được không? Không. Không bằng đôi sao, đôi vàng đẹp nhất rồi. Được rồi, được rồi. Thích nha, được cô tặng một đôi thích nha. Sướng nhất bạn này nha. Nhưng mà đúng tiền mua đồ đây nhìn tốt và chất lượng đẹp. Không. Đâu đâu đây, quay cái chân có đẹp không? Ở lại đây đây đây. Thấy không cả nhà, thấy không, giày cũ mà nhìn như giày mới đấy. Nhìn đấy, rất là đẹp nhá. Tuyệt vời. Đây là được cô tặng luôn. Đi mua được tặng đồ luôn. À, mọi người có dịp thì hãy ghé số 51/60 đường Cao Thắng, phường 3, quận 3 để mua hàng si, hàng hiệu. Cái tiệm cô Út Nhung là tiệm rẻ nhất ở đây, ở chợ. Cô bán đồng giá 180.000 một đôi, mua càng nhiều sẽ được càng giảm giá. Ok, bye bye cả nhà nha.